Như Huỳnh mến chào cả nhà. Cả nhà ơi, Đại Lộc sớm mai thức dậy nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Cái sắc hoa của Đại Lộc á, cái màu nó rất là tươi luôn cả nhà. Và đặc biệt nha, nó rất là nhiều cánh luôn cả nhà ơi. Đó, mấy chục cánh luôn nha. Và cái này nè, cả nhà nhìn như thế này cả nhà có thể an tâm nha, là hầu như á, tất cả các cây thì như Huỳnh của cái loại Đại Lộc á cả nhà, thì như Huỳnh thấy là nó không có bị đốc năm cánh. Đây cả nhà nhìn thấy các cái nụ của nó không? Đó, to đùng luôn nha, tròn vo luôn nè. Từ ở dưới ngay, nói chung là Đại Lộc á, là từ ở dưới ngay chỗ mắt dép này cả nhà thấy không, là nó dài lên tới trên ngọn luôn nè, đều là nụ nha, nụ chi chít luôn á. Và đặc biệt lắm cả nhà, cái loại này mình để bàn nè, nó tầm khoảng cỡ 2,5 gang tay của như Huỳnh thôi nha, mà là nó quá trời nụ luôn nè cả nhà. Đó, cái này mà mình Tết mình để bàn á thì rất là tuyệt vời nha cả nhà. Và về mà ai mà khéo một tí nữa thì mình có thể làm lấy dây kẽ mình quấn theo cái kiểu xoắn ốc ha, thì nó cũng rất là đẹp luôn. Rồi cả nhà nhìn thấy cái gốc không, tất cả các cái bộ rễ của nó là đều quấn rễ hết nha cả nhà. Cái này là Đại Lộc ghép gốc nhớt và hầu như nó đã liền cốt rồi nha cả nhà. Nó liền cốt như một cây zin luôn nha. Rồi nụ thì quá tí luôn đó, em không có phô trương đâu nha. Đây là mặt hoa của Đại Lộc và nó như tầm như thế này thôi mà nó quá trời nụ luôn rồi đó. Hôm nay thì Như Huỳnh sẽ giới thiệu kỹ đó cho cả nhà xem nè. Không có bị đốc năm cánh nha, thỉnh thoảng hy hữu lắm thôi nha cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn. Thì Đại Lộc này là khoảng mấy chục cánh luôn cả nhà. Rồi Như Huỳnh còn rất là nhiều nữa nha cả nhà, số lượng rất là nhiều luôn á. Đây đó, bé bé nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nè, mà quá trời nụ nè. Cái này là cả nhà thấy không, từ ở dưới cái mắt ghép dưới gốc luôn á cả nhà, họ lên tới trên ngọn luôn nha. Cả nhà thấy không, tới trên chót luôn mà nó vẫn có nụ nè cả nhà, thấy không cả nhà, quá tí luôn á. Rồi cây như thế này thì có giá là 70.000 một cây nha cả nhà. Và cái này cả nhà mình nhanh tay liên hệ với Như Huỳnh qua số điện thoại là 0949 234525 để mình đem quá trời Đại Lộc về nhà luôn nha cả nhà. Đó, quá tí luôn nè. Nụ sao mà hết biết luôn, nói chung là bây giờ nó đã ôm nụ hết rồi cả nhà. Nụ này là kịp Tết đó cả nhà ơi. Và nếu mà cả nhà thấy về mà thấy mà nụ nó to thì cả nhà lãi tầm khoảng là mùng 10, 11, 12 cũng được. Rồi tùy vào cái độ lạnh á thì mình sẽ lãi lá cho nó ha. Còn mà nếu như ai mà lạnh nhiều quá thì chúng ta lãi sớm vài ngày. Đó, hình thấy nè, trời ơi, quá tí luôn cả nhà ơi, nó rất là đẹp. Thường thì cái này á là nó một thân thẳng lên như thế này nè cả nhà. Và nó có những cái nhánh nhỏ nhỏ ra như thế này đây. Thì tầm này là mini để bàn nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, quá trời luôn nè, quá trời chi chít những cái hạt gạo luôn, những cái hạt Đại Lộc luôn á cả nhà ơi. Rồi để Như Huỳnh là lấy thêm vài cây nữa cho cả nhà xem nha. Cái này là hầu như bây giờ cây nào cũng đã ươm nụ nha cả nhà. Có cây thì nhiều, có cây thì cũng không có nhiều lắm, nhưng mà Như Huỳnh thấy là cây nào cũng có nụ đó, nó chi chít nè. Đó, và như vậy thì cũng đã khá nhiều rồi cả nhà. Đây, quá tỉ luôn nha. Và Như Huỳnh có số lượng rất là lớn nha cả nhà, rất là nhiều luôn. Rồi ai yêu thích thì liên hệ với Như Huỳnh nha. Và Như Huỳnh sẽ bao ship 3 cây trở lên ha cả nhà. Ai mà mua 3 cây thì Như Huỳnh sẽ bao ship. Cả nhà thấy không, tất cả các cái đế đều có quấn rễ nha cả nhà. Và hầu như cây nào cũng như cây nấy, nên là an tâm nha cả nhà. Như Huỳnh sẽ để cho cả nhà mình những cái cây mà ưng ý nhất luôn nha. Rồi, quá tí đẹp luôn cả nhà ơi. Cây này thì có cây cao tầm khoảng là hơn 2 gang tay Như Huỳnh nha, là tầm khoảng cỡ hơn 35 cm. Có cây thì cũng cao hơn tí nha cả nhà, và có cây cũng thấp hơn, nhưng hầu như là cây nào cũng có nụ hết, nụ quá trời luôn, coi như là Tết này là nở hoa rực rỡ nha cả nhà. Có cây thì lá cũng sum suê nha, và hầu như nó có trên một cái cơi đọt non nè. Và cả nhà mình an tâm nha, cái cơi đợt non này thì giúp lá nó sung hơn thôi, giúp cây nó tốt hơn thôi, nhưng mà cái độ tạo nụ nó cũng không giảm nha cả nhà. Đó, đây nè, tạo nụ quá tí luôn, và như là hầu như rất là tốt luôn cả nhà ơi. Đây nha, Như Huỳnh còn có một cái
cái cây nè, nó quá trời, cái nụ nó tròn vo nè cả nhà thấy không đó. Trời ơi, rất là nhiều cây mà nó như thế này nha cả nhà, nó được cũng rễ hết như vậy nha. Chỉ cần alo cho Như Huỳnh thôi là 70.000 một cây, ba cây thì Như Huỳnh sẽ bao phí ship ha cả nhà, bao phí ship cho cả nhà mình. Rồi đây là đại lộc nha cả nhà, rất lộc về nhà cả nhà ơi. Rồi Như Huỳnh mến chào cả nhà. Cả nhà ơi đừng quên đăng ký giúp Như Huỳnh để Như Huỳnh lên những cái loại mai mình chơi Tết ha, và những cái loại giống mai mà mình yêu thích. Rồi Như Huỳnh mến chào cả nhà.